Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà và tất cả anh chị em. Kính mời quý cụ, quý ông bà, anh chị em chúng ta cùng chia sẻ suy niệm tin mừng thứ hai tuần 20 thường niên. Đức Giê-xu đáp, nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Người thanh niên này đã khá tốt lành, mặc dù anh là một người tốt, nhưng xét cho cùng, anh vẫn còn ích kỷ. Anh chỉ nghĩ đến việc thu vào. Anh đã có nhiều thứ và anh chỉ có thêm, chứ không muốn mất đi. Khi đến hỏi Chúa Giê-xu, anh muốn được thêm sự sống đời đời, nghĩa là anh muốn được cả đời này lẫn đời sau. Và khi Chúa Giê-xu đề nghị anh từ bỏ tài sản, thì anh đã từ chối. Khi bảo người thanh niên hãy bán hết đi tất cả những gì anh có, Chúa Giê-xu không có ý khinh thường của cải trần gian, mà Ngài chỉ cảnh giác rằng của cải, sự giàu sang có thể là một chướng ngại đáng kể cho ơn cứu độ. Của cải tự nó thì không xấu, nhưng nó sẽ trở thành xấu khi nó nhốt con tim và tâm trí của chúng ta vào ngục tù của ích kỷ, của hưởng thụ. Và nó sẽ trở nên xấu khi nó ngăn cản không cho chúng ta sống yêu thương, quảng đại đối với người khác. Và nó sẽ trở thành xấu khi nó không cho phép chúng ta sống một cuộc sống tự do. Thực vậy, khi của cải không được dùng để phục vụ, thì nó sẽ trở thành một yếu tố gia tăng cuộc sống ích kỷ của những người có nó. Lúc đó, nó sẽ trở thành nguồn gốc của sự bất công, của sự phô trương và của sự hưởng thụ. Ngược lại, nếu của cải được sử dụng đúng với mục đích của nó, thì nó sẽ đem lại rất nhiều sự tốt lành. Tôi đã phải làm việc lành để được hưởng sự sống đời đời. Người thanh niên nghĩ rằng sự sống đời đời là tiền công cho những việc lành của anh ta. Chúa Giê-xu đã sửa lại cách suy nghĩ của anh ta. Sao anh hỏi tôi về việc lành? Chỉ có một Thiên Chúa là đấng tốt lành. Theo Chúa Giê-xu, điều ta phải nhắm là Thiên Chúa tốt lành, chứ không phải là những việc lành. Làm việc lành mà nghĩ đến việc của mình, mong cho mình được hưởng, được thưởng là nghĩ lệch hướng. Nếu mà chúng ta nhắm đúng hướng là làm mọi việc lành chỉ vì lòng yêu mến Chúa. Kitô giáo không phải là một đạo chỉ nhắm đến những công việc, mà chúng ta nhắm đến một Thiên Chúa. Sabako Hara chính là một cô gái người Công giáo người Nhật. Gia đình của cô rất là giàu có. Một ngày nọ, tình cờ cô đến thăm một làng ở ngoại ô thành phố Tokyo. Làng này được gọi là làng Kiến. Sở dĩ có tên này là vì dân làng thường là dân lao động nghèo, sống chen chúc với nhau như bầy kiến. Trẻ em trong làng thì rất là bẩn thỉu, lem luốc, ăn mặc rách rưới. Chúng lê la suốt ngày ở đầu làng cuối xóm mà không được ai săn sóc hay là dạy dỗ. Trước cảnh sống bần cùng của dân làng Kiến thì Sabako Hara đã nhận ra một tiếng gọi vang vọng tận đáy lòng của cô. Mặc dù cha mẹ và bà con họ hàng hết sức khuyên nhủ, ngăn cản, nhưng mà Sabako Hara cứ nhất định dọn đến sống chung với lại một xóm của làng Kiến để phục vụ dân làng trong công tác bác ái. Và sau 8 năm sống đời phục vụ và hy sinh tận tình, chịu đựng bao nhiêu đau khổ vì bị hiểu lầm, thì Sabako mắc bệnh lao phổi và qua đời năm 28 tuổi. Người ta cứ nghĩ rằng cái cuộc đời phục vụ ngắn ngủi của Sabako là uổng công vô ích. Thế nhưng không, sau cái chết của Sabako, toàn thể dân làng Kiến đã xin theo đạo. Cái ông sếp của làng Kiến, hay là mình hay gọi là ông trưởng làng, người đã chống đối và gây rất nhiều khó khăn, làm cho Sabako đau khổ nhất, sau đã sáng tác thơ, đã viết sách để kể về cuộc đời của Sabako. Và một nhà đạo diễn người Nhật cũng đã đưa vào những cái tài liệu để dựng thành một cuốn phim về Sabako. Và phim đấy có tựa đề là Maria của làng Kiến.
Thái độ sống của Sadako Hara mà chúng ta vừa nói đến trên đây, nó trái ngược hoàn toàn với thái độ sống của một người thanh niên trong bài tin mừng ngày hôm nay. Một bên thì đã tìm thấy được ý nghĩa cho cuộc đời của mình, còn một bên thì lại không. Trong một bài huấn dụ các chị em trong dòng thì mẹ Teresa đã nói như thế này: như người nghèo cứ tiếp tục nghèo hơn, chúng ta hãy vui mừng hơn nữa về sự nghèo nàn của cộng đoàn chúng ta. Người nghèo bị thiếu thốn quá nhiều những nhu cầu của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy lưu ý hơn về cách dùng của cải để có thể chia sẻ những khốn quẫn của họ trong phần lương thực, áo quần, nước, xà bông và điện sinh hoạt. Thế giới của chúng ta chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người biết để ý đến nhau. Cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn khi chúng ta dám thoát ra khỏi cái vòng kiềm tỏa của ích kỷ để biết sống chia sẻ với mọi người. Mẹ Teresa cũng đã nói, chúng ta có quyền được hạnh phúc và bình an. Chúng ta được dựng nên vì điều này, được sinh ra để hạnh phúc. Và chúng ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc thật và bình an thật khi gắn bó cuộc đời mình với Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa cho bạn sự giàu sang thì hãy dùng nó mà giúp đỡ người khác. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu được điều đó để chúng con xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý ông bà anh chị em.